cột bọc như thế này là giao khách ở tại Sài Gòn này các bạn. Con này là 1,22 kg. Đó. Khách yêu cầu là cắt ra làm 2 gói. Rồi con 1,4 kg, rồi có con này 1 kg, rồi có con gần 2 kg, hơn 2 kg. Đây, nhìn gói hả? Rất là đẹp mắt. Tóc đều tăm tóc luôn. Có nhãn mát đầy đủ. Loại này là mình cắt hút chuyên thông như vậy là mình đem đi nước ngoài luôn. Bên Ánh Cua nhận vận chuyển quốc tế luôn nha. Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, rồi nói chung là đi nước nào cũng đi hết. Tùy theo giá vận chuyển, mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau, thì mình sẽ gửi bản giá vận chuyển cho các bạn tham khảo nếu mà các bạn muốn đặt hàng bên Ánh Cua. Rồi, ai là cây nến xanh? Mình là cây nến xanh đi, đang mặc áo xanh. Phương là cây nến hồng. Phương là cây nến hồng. Chứ Tú cũng là cây nến hồng. Ba hồng nến lung linh la 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 la. Nhạc hay quá. Sinh ngày trùng tháng 10. Ghê chưa? Giận quá à. Cô hỏi cho con bán được cây nến. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Ánh Cua đang có mặt tại cửa hàng mới. Ngày hôm nay thì Ánh Cua sẽ giới thiệu với các bạn cửa hàng đã dời qua địa chỉ mới là FF2 đường Ba Vì, phường 15, quận 10, cũng là mặt bằng của AK Cà Phê trong một năm qua. Ngày hôm qua bạn Phan Diễm và Phạm Dũng cũng đã tới cửa hàng giới thiệu cho các bạn những mặt hàng đặc sản của Ánh Cua, đặc biệt là khô cá dứa. Thì ngày hôm nay Ánh Cua sẽ giới thiệu kỹ hơn những mặt hàng của mình. Mời các bạn cùng vào bên trong với Ánh Cua nha. Làm cho chị đắt thôi nha. Bên cà phê thì mình sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Còn ngày chủ nhật thì mình sẽ đóng cửa sớm hơn 1 tiếng, là 8 giờ tối mình sẽ đóng cửa. Bây giờ đặc sản sẽ nằm ở bên trong đây này. Trước tiên là những cái kệ bên mặt bằng cũ, Ánh Cua tận dụng là đưa qua đây hết, nhưng mà rất là một sự rất là ngẫu nhiên luôn đó các bạn, không có tính toán trước. Mình nghĩ là hai mặt bằng, nhưng mà khi mà dồn qua một đó, thì các kệ bên mặt bằng cũ đưa qua đây đó là như là đo ni đóng giày vậy đó. Sản phẩm cà phê, đây cà phê gói 250g của bên Ánh Cua, giá là 115.000. Ở đây là cà phê mạnh nha các bạn, 70% là Robusta, 30% là Arabica. Sản phẩm ô cốp của Nghệ An, nghệ tinh, bột nghệ nguyên chất, viên tinh nghệ, mật ong. Loại viên thì sẽ có mật ong luôn, các bạn mua về thì mình không cần phải pha với mật ong nữa. Còn cái loại tinh bột nghệ nguyên chất thì là 100% là tinh bột nghệ. Bột sắn dây cũng có, và có nhiều vị chanh leo, chanh dây á, và loại nguyên chất và chanh bình thường của mình. Này, chanh dây rồi chanh leo. Uống thì nó sẽ có vị chua chua. Còn chanh leo thì nó thơm và chua chua. Sản phẩm nước cốt trái nhào. Bên mình là có hai size, chai này là thể tích 750ml, giá là 380.000. Còn loại chai nhỏ 375ml, giá là 210.000. Nước cốt chai nhỏ thì các bạn cũng biết là thiên về trị xương khớp, nhức mỏi nè, và giúp cho mình dễ ngủ nữa. Và ngoài ra thì còn nhiều thành phần vitamin khác. Đây là bánh phồng tôm thượng hạng nha các bạn, 70% thành phần là từ tôm tươi nha, còn lại là bột bánh và gia vị. Ngoài ra thì mình còn có loại bánh phồng tôm loại 50% tôm nữa. Hộp này, hộp nhỏ là 95.000.
250g, còn hộp lớn là 190.000. Nói chung là có hai size hộp lớn nhỏ các bạn dễ lựa chọn. Bánh phồng chuối thì chay mặn đều dùng được, có mè đen rất là thơm mà vị ngọt từ chuối xiêm. 120.000 hộp 500g. Còn hộp nhỏ 250g thì giá là 65.000. Các bạn cứ chia đôi từ hộp nhỏ từ hộp lớn ra hộp nhỏ. Đều giống nhau hết. Bánh phồng môn giá bằng với bánh phồng chuối luôn nha các bạn, nhưng mà chỉ có hộp 500g thôi. Đang bận lên đơn. Thấy im lặng đi chứ, đang nói chuyện rôm rã với khách trong tin nhắn á. tôm khô, cá khô sặc, nói chung là bên mình là chuyên về đặc sản nè, hải sản khô, tôm khô, cá khô, khô mực câu, rồi các loại mắm, và đặc biệt là mắm tôm chua là của mẹ Ánh Cua làm. Để một lát mình sẽ lên kho ở phía trên giới thiệu cho các bạn nhiều hơn nha. Ở dưới này thì chưa có chuyển hàng xuống hết, tại vì lô hàng mới á, còn khoảng 2 ngày nữa thì mới chuyển xuống được. Mình là khách đặt rồi nè, khách đặt là bỏ vỏ chuẩn bị đem đi giao. Khách lấy hai con, đơn này là dứa khô luôn nha các bạn. Con này là một con là 1kg 23g, còn con này là hơn 1kg. Đó, hai con là size rất là vừa. Nhưng mà chắc là khách không cần cắt phải không, để nguyên con ha. Giao nguyên con. Đó, trời ơi cái tủ này là đựng là cái tấn cá luôn á. Ngoài cá bên tủ này á là để bảo quản khô cá dứa một nắng. Tủ lớn này là cái độ lạnh nó cao lắm các bạn. Thì cá tươi hay là cá một nắng, rồi cá ba nắng thì mình sẽ bảo quản mỗi tủ khác nhau, và độ lạnh nó cũng khác nhau nữa. Cái này là loại một nắng, là con này 1,7 kg, một nắng thì nó sẽ cân nặng nó sẽ nặng hơn. Tại vì mình cũng lấy từ một nắng này mình phơi thêm 3-4 nắng nữa thì nó ra thành cá khô, nhưng mà giá thì nó sẽ khác. Loại một nắng cá dứa thì 1kg là 390.000. Còn loại khô 3-4 nắng trở lên đó thì giá là 588.000 một ký. Con này thứ 7 có con khoảng hơn 2kg nữa, rồi con 1kg mấy cũng có. Con này là 2kg 2 nè, 2kg 22, là số đẹp ha, 2kg 22g, 220g. Giới thiệu cho các bạn, cái này là sản phẩm mới của công ty Cổ Chiên Cần Thơ. Ngoài cái tôm cốm sản phẩm mới thì trước đây là có sản phẩm tôm lăn bột chiên xù, rồi tôm hấp oxy. Đấy nè, tôm oxy hấp. Tôm oxy hấp thì các bạn về mình chỉ trụng nước sôi rồi mình chế biến luôn, tại vì đã hấp chín rồi thì bảo quản thì phải đông lạnh. Cái gói này là 200g, giá là 105.000. Cái này là cũng là tôm giống như vậy nhưng mà size lớn hơn, nhưng mà cái khay này chỉ có 10 con thôi, thì cái khay này 10 con giá là 98.000. Giá đã bao gồm VAT rồi nha các bạn. Đó, rồi đây là tôm thịt còn đuôi. Đó, nếu mà các bạn không muốn mua tôm hấp sẵn á thì mình mua tôm thịt còn đuôi về rồi mình tự hấp hoặc là luộc cũng được. Thịt nó vẫn giòn, tại là đều là tôm oxy hết. Cái gói này là nửa ký, 159.000 một gói. Mà tôm size bự luôn nha các bạn, là bằng với cái khay tôm size lớn này nè, bằng nhau. Nhưng mà bên này thì nó hấp chín thôi mà có 10 con à. Còn này nếu mà các bạn mua thì gói loại tươi sống này thì sẽ lợi hơn. Còn như tiện lợi thì mình sẽ mua cái khay này 10 con. Bánh phồng cua hộp 500g, giá là 240. Chương trình khuyến mãi là mua một hộp bánh phồng cua mình sẽ tặng một hộp bánh phồng chuối, trị giá là 65.000 nha các bạn. Bánh phồng chuối là rất là ngon, thơm ngon, bổ dưỡng, từ chuối xiêm, vị ngọt tự nhiên, không chất bảo quản. Đó, khô mực câu là bên mình đem lên là đóng gói, đóng hút chân không và bảo quản thôi. Có một cái túi ngoài này nữa để nó giữ độ lạnh, với lại là giữ được cái màu mực nó đẹp á. Không những ngon mà còn phải đẹp nữa các bạn. Đây là cái size 12-15 con 1kg, gói này là nửa ký nè. Đó. Size 12-15 con á, thì một gói này 500g, giá là 695.000.
nửa ký nha. Gói này thì tầm khoảng 6-7 con, 6 con gì đó. Còn cái loại size 18-20 con một ký thì gói này là 660 ngàn. Nói chung là chênh lệch khoảng mấy chục ngàn các bạn. Nhưng mà cũng đều là khô mực câu hết, ăn ngọt, dai, thơm của khô, đặc trưng của khô mực. Cái tàu điện qua bên này là ánh cua chế nè, lắp để mình đi vận chuyển hàng từ tầng trệt lên lầu 1. Nói chung là cũng ngắn, nhưng mà khi mà hàng nhiều á các bạn mà phải ghim sắp lên á thì rất là nặng nề và tốn sức lắm, cho nên là ráp cái này vô. Đây là những thùng hàng trưa nay đóng nè, thì một lát shipper sẽ tới lấy rồi giao cho khách. Thì nếu mà hàng mình đi tỉnh á tầm khoảng 2 ngày, hoặc nếu mà đi ra ngoài Bắc xa hơn á thì tầm khoảng 3 ngày thì khách sẽ nhận hàng được. Chủ yếu là hàng khô cho nên là mình mới đóng hàng để bưu cục nha. Lên hello. Hello. Nguyên cả ngày hôm nay á, các bạn là đóng cá dứa, cắt cá dứa, rồi bên cạnh đó còn có khô cá sặc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì lượng cá dứa là làm rất là nhiều. Thì đây là 3 con, cái này đơn gửi đi Quảng Ninh. 4 con chứ, một con là 1,3 kg. Một con 1,38 kg nè, con 1,36 kg nè. Con này là 1,37 kg, là nó cũng bằng với nhau á. Này 1,32 kg. Ồ, một lựa hay ha. Cái này là khách yêu cầu là chắc cỡ tầm khoảng 1,3 kg đó. 4 con, cái này loại này là loại khô luôn. Bây giờ là sẽ cắt giao đi Quảng Ninh. Cái này là kịp shipper tới lấy luôn không? Kịp giờ đó. Cái này là chị để nguyên con. À, ý là khách yêu cầu là để nguyên con, không cần phải cắt đâu. Ồ, vừa luôn hả? Thùng này cũng hay quá chứ. Có 2-3 size thùng lận. Nó là thùng đấy. Ủa là sao vậy? Gì vậy? Sao chế hộp dán cái đấy lại? Để thử coi vừa không, để cắt. Cái xong tại hai cái nắp. À, mình còn nhiều quấn băng keo đồ lại nữa. Băng keo lại. Trời ơi, chứ làm em hết hồn trước đó. Chẳng lẽ khách cầm cái thùng lên cái nước xuống thì sao được. Giỡn cho vui á các bạn. Chứ là khâu đóng gói bên ánh cua là hiện tại rất là chuẩn nha. Và đi rất nhiều ngày thì độ... Nè, đây các bạn. Khi mà đóng hàng cho khách á là sẽ có camera quay lại hết. Khi mà hàng có vấn đề về kỹ thuật cũng như là đóng gói bị sai hay là cá, nói chung là gặp những vấn đề gì liên quan tới sản phẩm của ánh cua mà khi khách hàng nhận á đều được xử lý và trích xuất camera luôn. Nhưng mà khi các bạn nhận hàng thì nhớ quay video trước khi mở hộp nha, thì lúc đó mình mới có clip để mình kiểm chứng lại. Cột bọc như thế này là giao khách ở tại Sài Gòn này các bạn. Con này là 1,22 kg. Đó. Khách yêu cầu là cắt ra làm 2 gói. Rồi con 1,4 kg, rồi có con này 1 kg, rồi có con gần 2 kg, hơn 2 kg. Đây, nhìn gói nọ rất là đẹp mắt. Tóc đều tăm tóc luôn. Có nhãn mát đầy đủ. Loại này là mình cắt hút chuyên thông như vậy là mình đem đi nước ngoài luôn. Bên ánh cua nhận vận chuyển quốc tế luôn nha. Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan. Nói chung là đi nước nào cũng đi hết. Tùy theo giá vận chuyển, mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau. Thì mình sẽ gửi bản giá vận chuyển cho các bạn tham khảo nếu mà các bạn muốn đặt hàng bên ánh cua. Rồi tôm khô thì hôm trước ánh cua có đăng trên fanpage á. Thì... rất là tháng trước á là mình không có tôm khô để bán luôn các bạn, gọi là đứt hàng á, tại vì tôm thiên nhiên á là không có được nhiều. Nhưng trời ơi, bây giờ là ánh cua là đại gia tôm khô đó, các bạn thấy không? Bên đây là lên đợt hồi cái này là ngày 10 tháng 10 nè, ngày sản xuất là ngày 10 tháng 10 nè, quay đợt này là lên sau là ngày 12 đó, cho nên là được 100 kg tôm khô đất. Trời ơi, hạnh phúc dễ sợ. Các bạn biết hạnh phúc vì điều gì không? Ánh cua trả nợ đơn hàng. Tại vì tôm khô đất là
cũng nhiều khách hàng á là mua gọi điện không có, cái xong rồi chờ rồi đặt trước, khi có khi nào có đó thì mình sẽ giao. Thì cũng phải là hơn một tấn tôm tươi á các bạn, một tấn tôm đất sống mới luộc ra được hơn 100 kg tôm khô đất. Thì lên hai đợt thì cũng khá là đủ rồi đó, còn một số là đã bán ở dưới tầng trệt rồi đó. Đây cho các bạn xem như là tôm khô, hàng này là cũng là chuẩn bị là giao cho khách luôn đó nha. Đây đây, cái này là tôm đất, cái này là size vừa, là bên mình đánh là loại 2 á các bạn, không phải loại 2 là loại dở hơn loại 1, nó chất lượng nó cũng như nhau, loại 1, loại 2, loại 3 cũng là tôm đất, nhưng mà loại 2 thì cái size nó là size nhỏ hơn đó, còn loại 3 là nhỏ hơn nữa, còn loại 1 là size lớn của tôm đất. Các bạn muốn thưởng thức tôm khô đặc sản Cà Mau nhiều á, ngoài tôm đất thì nhiều khi số lượng không có được nhiều mỗi con nước, thì nếu mà các bạn như hết tôm đất loại 1 thì có thể mua loại 2, hết loại 2 thì ánh cua có loại 3, và hết loại 3 thì mình có tôm khô bạc và tôm khô thẻ nằm bên đây. Đất 1, đất 2, đây tôm bạc. Đó, tôm bạc thì bên mình bạc lớn, bạc nhỏ, nhưng mà tại vì do mùa, theo mùa tới Tết thì tôm bạc nó mới lớn. Đó, tôm bạc thì cũng làm sạch sẽ thủ công. À, làm từng con lặt rúng cắt đầu xác luôn, nó bảo quản được rất là lâu, nếu mà làm mà chừa gạch đó thì nó sẽ không có bảo quản được lâu. Cái tôm khô này vận chuyển đi vô tư thoải mái luôn. Rồi cái tôm này đẹp quá vậy, tôm này tôm ơi, tôm này là tôm đất loại 1, được đâu xuất lại đâu được 2 gói hả, 3 gói hả, ngoài cái tôm lâu mới nè. Ờ, lô mới, trời ơi, lô mới là có được cũng được đâu 9-10 kg á. Đây nè các bạn, đây size loại 1 nè. Các bạn thấy màu là rất là đẹp đúng không? Nhưng mà tôm khô đất tươi sống luộc ra đó là cái màu tự nhiên nó vậy đó, chứ không hề là có tạp phẩm màu gì hết trơn nha. Bên mình là tự tin là sản phẩm là tự nhiên, là không tẩm màu, không quá chất, không chất bảo quản gì hết. Cái này là màu đặc trưng của con tôm đất. Đó. Đây mắm tôm chua, cái này là hồi nãy anh cua nói là tới khoảng 2 ngày nữa mới có thể xuống dưới tầng trệt để bán cho các bạn được. Tại vì thời gian mà lên men á, từ lúc ngày làm á thì bên mình á là phải đúng chuẩn là 20 tới 25 ngày. Đó. Thì mình mới cho xuất hàng được. Thì đây là còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa thì mới nó thấm đậm đà, bây giờ là cũng ăn được nhưng mà nó sẽ không có ngon lắm, cho nên là mình để 2 ngày nữa nha. Nhưng mà ở dưới tầng trệt thì vẫn có mắm tôm chua của đợt trước là cắt cũng có 15 ngày rồi các bạn, cho nên là đáp bên mình làm đó là liên tục mỗi con nước sổ cứ ngày mùng 1 15 âm lịch là sẽ làm mắm tôm chua đó. Khi mà khách yêu cầu cắt đó thì những cắt đúng cái size này cũng là vừa ăn luôn nè, xương thịt rồi bụng đuôi. Loại cá dứa đang cắt là một nắng nha các bạn, 390.000 một ký. Con này thì mình có thể đóng 2 gói, đóng hút xương công. Cái này mai giao hả chú? Đúng không?
lần đóng là có thể là đóng được hai gói mực nửa thước, còn cá dứa thì lần mình đóng được 4 gói, tôm khô thì cũng 4 gói. Vào gọi một nắng. Đẹp chưa, đẹp chưa? Thì nó có tới 2 lớp, nó có cái hộp ở trong nữa. Đóng quấn bằng keo full thùng luôn để cho nó chắc cái thùng. À, là bên kia, bên này bên kia. Em sẽ giữ lại cái đó nha. Chị Thủy đây nè các bạn, nếu mà đóng đi xa cá dứa thì mình đóng thùng xốp như vậy, rồi nếu mà giao Sài Gòn thì một đơn giản như vậy. Đây là giao Sài Gòn. Còn mắm tôm nè, cái này là chắc đi nước ngoài nào không, đi vô cục cũng vẫn đóng vậy luôn, ngoài nóng vậy rồi vô cục luôn. À là giống nhau hết, là cũng là 2 lớp bọc, một lớp là đóng hút chân không, một lớp ngoài là băng keo, là full mình quấn đều hết để cho nó an toàn, tại vì có nước á, cho nên là khi mà các bạn nhận hàng á lại là cái nếu rất là ít trường hợp xảy ra là bị chảy mắm tôm, và với lại là quấn kỹ vậy á, thì nó sẽ không có bị mùi cục vậy á. Mình nhiều khi mình hôm trước mình đi Hàn Quốc mình đem qua cho bạn á, là quấn rồi hút chân không vậy á, là bỏ vô trong vali luôn, cho nên là đóng hàng bên mình là quấn rất là nhiều băng keo rồi bọc hút chân không. Có một cái là khi mà các bạn nhận thì mở ra nó hơi lâu thôi, nhưng mà được cái là đảm bảo. Cảm ơn Thư, cảm ơn Thư, cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop của mình nha. Xin lại đây, bữa nay là tháng 10, nhưng mà chị em mình là sinh nhật cùng tháng 10, chỉ khác ngày thôi. Ngày hôm nay là sinh nhật của chế Tú, thì đúng ngày sinh nhật hôm nay là 15 tháng 10. Mà ngày sinh nhật của anh cua thì mấy ngày nữa mới tới. Với lại là ngày hôm nay cũng sinh nhật một bạn trưởng ca ở AK Cà Phê, là tới 3 người. Cửa hàng anh cua là có 3 người sinh trong tháng 10. Thì sau khi cắt đóng cá ngày hôm nay đi về thì mình sẽ lên đồ đẹp. Có chạy về không hay là chơi luôn? Này luôn. Áo cam. Rồi. À, vậy là cũng khoảng 5 giờ mấy rồi, 6 giờ là kết thúc giờ làm ngày hôm nay. Thì sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn mừng sinh nhật tháng 10, những cô gái tháng 10 ở tại cửa hàng anh cua nha. Yeah. Cắt đống cá này mới được ăn sinh nhật. Ngày sinh nhật mà bắt cắt nguyên một đống cá. Còn cá sặc nữa nè, đi. Bữa nay là đóng gói cá sặc nè. Cái này size 89 con 1 kg. Gói này 1 kg nè. Đóng ga, đóng cá là các bạn thấy không? Cái giấy thấm dầu là bao quanh con cá luôn. Cái phần đậm đậm dưới này là dầu trong con cá nha, chứ không phải là nước gì hết á. Có túi hút ẩm, nhãn mác đầy đủ. Gói kiểu này là mình cũng gửi đi nước ngoài là cũng giống vậy luôn, và đi bưu cục cũng đóng gói giống vậy luôn nè. Đây đó, quấn thêm một lớp nữa nè các bạn, thấy không?
Cái này khách đem đi á, yêu cầu quấn thêm một lớp nữa. Tại khách kỹ hả? Mình kỹ rồi, khách còn kỹ hơn, cho nên là khách yêu cầu là cứ có yêu cầu gì đó thì cứ nói rõ, bên Ánh Cua sẽ làm. Như em có 5 lớp đáp ứng. Dạ, 5 lớp luôn. 5 lớp. Cái đó là cái gì? Dê, dê xấu xả. Cái này đãi dê để ăn có sức. Thế cái làm gì? Có sức để cắt cá. Có anh gì cắt rồi. Có anh nam lực lượng. Không thua. Cần làm gì nữa không? Nói rồi, mình ăn làm xong hết chưa? Mình chờ hỏi. Chờ hỏi làm xong hết. Giờ chỉ nhận thôi. Bữa nay mình chờ hỏi cái chai một lít đó. Đây, chị Phấn đây. Không. Ly uống bia, uống rượu. Chị làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Xong, đã trình bày đủ món. Bữa nay là thưởng thức những món dê. Đặc biệt cái món rất là yêu thích. À, còn món nữa. Một lát cái chuyện sao? Dê xối xả. Dê xối xả. Dê là phải xối xả nha. Thật dê nhưng mà đã thui rồi. Và một lát mình sẽ nhúng lẩu. Một cái lẩu rất là hoành tráng. Lẩu dê, rồi cái này là dê hấp tía tô, rồi tôm cớm chiên xù và tôm lăn bọc chiên xù, tổng cộng mắm tôm. Nói chung là bữa nay là do bận quá cho nên là không có tự nấu nướng được. Mọi người là vừa mới kết thúc, bây giờ là 7 giờ. Happy birthday những cô gái tháng 10. Ấm nè, Tú nè, Phương nè, chúc mừng sinh nhật nha. Rồi bây giờ mình nhập tiệc đi. Yo. Còn một món vừa mới tới, bong bóng cá dứa. Mình bán khô cá dứa là phải có bong bóng cá dứa, nhưng mà không có nhiều nha các bạn. Bữa tiệc ngày hôm nay là thưởng thức lẩu dê nhưng mà nhúng bong bóng cá dứa. Cảm ơn chị Mai Thế Thế Bò đã tặng cho Ánh Cua một cặp rượu để tới ngày hôm nay là cũng phải gần 1 năm á. Thì đã uống hết một chai rồi, bây giờ là còn một chai nữa. Chai này nói chung là cũng thể tích không có bao nhiêu. Có lít 8 rồi. Chỉ có 1 lít 8 thôi. Nhưng mà các bạn thấy ở đây khoảng trên dưới là 10 người. Thì một chai lít 8 này cũng đâu có bao nhiêu, đúng không? Có nhiều, không có nhiều hết trơn á. Bây giờ mình sẽ mở nó nha. Hôm nay là sinh nhật tháng 10, thì là ba cô gái trong tháng 10. Đây, đi đâu vậy? Đang với này. Đúng ngay là đúng ngay cái điểm. Rồi, để cua chai rượu nha. Chai rượu này là có vàng, mình uống vô là mình sẽ có rất là nhiều lẩu. Chị Mai Thế Giới Bò rất là tinh tế. Cảm nhận chai rượu này, nhỏ nó cũng dữ. Ngoài này đi. Em Phương, em chính xác ngày sinh nhật là ngày mấy? Dạ, ngày 16. 16 là ngày mai. Còn Thế Tú là ngày hôm nay là 15 tháng 10, còn Ánh Cua là vài ngày nữa mới tới. Mình gom chung làm chung sinh nhật mấy chị em cho vui. Phương nữa. Cái này mình đúng không? Nè, nè Huy, mở gì? Lại mở gì nghe chế đủ đi. Đây, mở gì lên. Trời ơi. Đó. Vỗ tay, trời ơi. Trời ơi. Có nguyên mấy bữa nay mấy chị em mới được nhậu nha, có chứ. Mở được chiếc rượu. Ngồi ăn đi anh. Đây. Ngồi kế bên Quỳnh Kim anh đây anh. Đó.
là phải cái ly này nha. Đúng rồi. Chứ Tú là phải đô, đô chứ Tú là hơn anh cua luôn đó, là phải cái ly này. Vô. Rồi, chúc mừng sinh nhật những cô gái tháng 10. Chúc mừng sinh nhật Đông Phương, chúc mừng sinh nhật với Tú, chúc mừng sinh nhật Ánh Cua. Vô. 1 2 3. Vô. Trời mẹ mình lên nói luôn. Tại vì cái dê này bên quán đem qua đó là nó mới có tái à, chưa có chín hẳn. Sao mà xin ý kiến đi. Ngon, món ăn ngon. Sao với Tú, chẳng ngày hôm nay sinh nhật nhưng mà công việc thì phải làm tròn hết rồi đó. Làm tròn hết rồi, ừ. Chọn ngày rồi, cắt cá dứa, cắt cá sào, rồi đóng gói, đóng một phần. Sao bữa nay chế Tú cảm thấy như thế nào khi một bữa tối tổ chức sinh nhật? Chứ Tú muốn tận đảo sinh nhật á, giống vậy. Thường em có thấy em có cảm nhận giống như chế Tú không? nếu như qua bên Ánh Cua là Ánh Cua nói ngày nào mình cũng hiểu cũng là sinh nhật của mình thì tốt biết mấy. Rồi cái nghe tự nhiên nha, nãy là hứa với mọi người là review tôm tẩm cốm, cái này là một thay là 10 con đây mà cả nhà nha. Em quên thêm một cái dĩa để trước ra, có một cái dĩa trước mà chia đôi ra. Tôm ở trong á nó giòn tươi, cốm thì dẻo. Dê sốt xả là mình chấm với chao luôn hả ta? Dê còn phải dê bừng không? Dê là dê sốt xả tới tóc. Dê là phải sốt xả, sốt xả mới ngon. Ta chỉ có sói xả thôi, chị Thúy còn tới tóc nữa. Nãy giờ mới hiểu luôn, chứ nãy giờ mới hiểu. Do là order lúc 5 giờ chiều, bây giờ 7 giờ, đồ ăn nó hơi bụi, chị lẩu là nóng nè. Nhưng mà xả rất là thơm nha. Ăn luôn còn xả nè. Nhưng mà cái này khỏi chấm, hồi nãy chấm cái chao vô chứ hơi chút chút. Không mới nữa. Cứ đặt trên rác cuốc, muốn ăn gì đặt trên rác cuốc xong mà chảy xuống lấy. Trời ơi. Xá xíu. Xá xíu. Dịch quay Phú Hà Thành ở đây địa chỉ quận Phú Nhuận. Rồi mình xếp ra hai chỉ luôn thôi, khỏi lấy gì á, mình lấy cái đài giống như ăn giả chiếm. Ăn nghĩ mới ngon quá. Xá xíu không à? Ai uống thì lên nha. Thời gian trước á thì Ánh Cua không có tổ chức giống như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tổ chức ấm cúng với mấy chị em. Sắp tới thì đã về chung một nhà rồi, Aka Cà Phê và đặc sản Hương Nhiên Cà Mau về chung một nhà thì cứ tới tháng sinh nhật của nhân viên là sẽ tổ chức như thế này. Nếu mà một người thì sẽ mọi người cùng giống như là coi như là sinh nhật của mình vậy đó, là nhân vật phụ thôi. Chụp hình nhân vật chính được cái bánh kem đây, chuyển bánh kem qua. Rồi ai là cây nến xanh, mình là cây nến xanh đi, đang mặc áo xanh. Phương là cây nến xanh.
Phường là cây nến hồng, chứ Tú cũng là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh la 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 la. Dạ hay quá. Sinh nhật chung tháng 10. Ghê chưa? Giận quá à. Rồi. Trời ơi, happy birthday to you. Yo, happy birthday. Giờ nhân vật này chưa lên hình, bây giờ phải lên hình thôi. Vô nè cả nhà. Vô. 1, 2, 3. Vô 2, 3. Vô 2, 3. Uống. Uống nhiều. Hết đi Quỳnh camera. Sao? Rồi sao? Review đi. Quá ngon, quá thơm. Rồi sao nữa? Còn cho đó. Sợ không đủ cho Quỳnh luôn. Trang sao Trang? Thơm. Ngon. Hôm trước là đã thưởng thức rồi chai chai thứ nhất. Dạ. Uống đi. Thấy thơm. Ngọt. Ủa rượu mà ngọt hả? Hết rồi, ngọt. Trước giờ chưa thấy cô Ánh xỉn nha. Còn đây là đô bất tử nè, đây đây hai áo cam cái bên là đô bất tử nè. Rồi Phương sao? Em chú em đã bất sao? Em chú em đã bất tỉnh rồi. Đúng rồi chị, em nghe mùi rượu là em đã muốn say rồi. Đâu ly của em đâu rồi, uống hết chưa? Chưa chị. Trời ơi giống em, kìa. Nó giống ngay cái ly đục không ai thấy luôn. Khoan nha, trước khi uống á, là chị chúc em thêm tuổi mới, vui vẻ, xinh đẹp và thành công trong công việc nha. Nhớ mai mốt làm cho chị ly cà phê là ít ngọt lại nha. Cà phê sữa ít ngọt. Rồi, uống hết nha. Rồi, cảm xúc bữa nay sao? Em vui lắm chị. Em chuẩn bị tinh thần để xỉn rồi. Trời ơi. Chắc chị cũng ngất luôn á. Em chuẩn bị tinh thần xỉn là chị ngất luôn rồi đó. Rồi bây giờ Rốt uống chúc mừng sinh nhật với Tú nè. Uống riêng nha. Uống với Phương rồi. Giờ uống với chú Tú. Như này, đây mượn cái ly. Đó. Đây. Chú Tú là chú Tú là phải vậy. Vô. Rồi. Chúc Ánh sinh nhật vui vẻ. Uống hết đi, mạnh khỏe. Trời trời, vậy thôi hả? Rồi, có sức khỏe là có tất cả. Đúng rồi, em cũng chúc chế là có sức khỏe. Có sức khỏe nhưng mà hằng ngày phải vui vẻ. Cắt cá nhiều cũng phải vui vẻ. Trời nó ngon. Ngon, xuất sắc luôn. Cảm ơn mọi người luôn. Chế là cắt nhiều cái dứa hơn. Nói chung là em đem cái dứa lên là chế cắt vui vẻ nha. Chế hốt hết. Chứ đưa anh Nguyên. Chứ đưa anh Nguyên Anh Nguyên là bây giờ là lên cắt cá dứa luôn các bạn. Tại vì phải giao kịp trong ngày hoặc là ngày mai mà cắt không kịp là anh Nguyên là lên tiếp tay phụ luôn. Bữa sau là đổi cái tập về cho anh Nguyên màu hồng nha. Hình như thấy ảnh thích mặc áo màu hồng. Ngày qua là ảnh đi làm cầu á, ảnh lên màu này là hồng màu xanh. Bây giờ ảnh lên đây ảnh đổi màu hồng, ngày mai chắc màu xanh lá chứ rồi. Mà đang ánh kìa, đang ánh. Rồi rồi. Mấy mối vô là hơi nhạt.
Còn gì nữa không? Bạn nói lớp đi, chứ bạn nói ngắn quá. Hơi bực bội như là khó khăn gì đó là tự nhiên quên hết trơn, tan biến hết, đúng không Phương? Dạ, bốc hơi cho mình ngủ, bốc hơi cho mình ngủ. Phương hơi gượng nha. Trời, Phương đâu biết buồn đâu. Đâu có tâm biến. Nhìn thấy luôn á. Nội tâm, buồn nội tâm. Rồi, bà chị em mình vô. Nói chung là những lời chúc tốt đẹp của sinh nhật tháng 10, những cô gái tháng 10 đã chúc với nhau rồi. Rồi cả nhà cũng đã nãy giờ cũng chúc rất là nhiều rồi. Hôm nay rất là vui. Ai cũng vui hết. Đừng có chống tay trên càm cha. Rồi Ánh Cua xin kết thúc video ở đây nha. Mong rằng thời gian sắp tới các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Ánh Cua. Nếu mà muốn mua đặc sản thiên nhiên Cà Mau của bên Ánh Cua, gọi số hotline 0915 999 550. Địa chỉ mới tại cửa hàng FF2, đường Ba Vì, phường 15, quận 10. Nếu các bạn tìm địa chỉ thì search trên Google Maps AK Cà Phê là sẽ đúng địa chỉ nha. Còn bây giờ thì... Rồi, mời cả nhà cùng nâng ly. 1, 2, 3, vô! Quỳnh Lương. Vô, chúc mừng sinh nhật chị. Hết nha. Dạ hết, em lúc nào cũng hết mà, hết mình. Bye bye.